Trang trại này đang nuôi khoảng 1.000 con heo. Cũng bằng giờ này năm ngoái, trung bình mỗi con heo gia đình ông Hùng lỗ khoảng 1,5 triệu đồng. Nhưng một tháng trở lại đây, giá heo hơi liên tục tăng chạm mức 43.000 đồng 1 kg. Khả năng có lãi là trông thấy. Đang lời được khoảng cỡ 500 đến 500 đến 600 ngàn thôi. Chúng hỗ trợ làm sao giữ được cái giá cứ như vậy ổn định thì người chăn nuôi mới may ra, mới phấn khởi, mới chăn nuôi được. Theo ông Hùng, giá heo tăng là do lượng heo tồn đã hết, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sau cuộc khủng hoảng giá kéo dài hơn 2 năm đã khiến họ suy kiệt mà bỏ cuộc. Lượng heo cung cấp ra thị trường giảm mạnh khiến giá thu mua tăng nhanh. Tổng đàn của Đồng Nai thì hiện nay đang có khoảng 2 triệu con. Người chăn nuôi cũng không nên quá vội vàng khi thấy giá heo như thế này mà ào ạt mà tăng đàn thì cũng có thể là sẽ gặp lại những cái tình trạng là cung vượt quá cầu giống như giai đoạn vừa qua. Đề nghị với các cơ quan chức năng phải kiểm soát thật kỹ cái việc tăng đàn. Mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ từ 10 đến 12.000 con heo và Đồng Nai là địa phương cung cấp khoảng 60% trong số đó. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, dù nguồn cung có giảm, nhưng với tổng đàn hiện nay thì vẫn đảm bảo đủ cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, sự tăng giá này cũng chưa thực sự đem lại lợi nhuận cao cho người chăn nuôi, bởi nhiều tháng qua, các chi phí nguyên liệu đầu vào cũng liên tục tăng từ 10 đến 15%. Khi là giá heo mới có lên, người dân cũng mới vui mừng được một chút thôi, nhưng mà hiện tại thì giá cám và giá các mặt hàng chăn nuôi á thì đã tăng theo rất là nhiều. Nó cũng làm cho ảnh hưởng và không ít khó khăn cho những người chăn nuôi. Ông Công cho biết, trung bình mỗi một tháng gia đình ông tiêu tốn khoảng 600 triệu đồng tiền cám để nuôi 800 con heo. Nhưng từ nửa năm nay, giá cám tăng cao, ông phải chi trả thêm 90 triệu đồng mỗi tháng cho đàn heo của mình. Và nếu cứ đà này thì người chăn nuôi vẫn chưa hết khó. Hiện chỉ còn khoảng 40% hộ chăn nuôi bám trụ được, nhưng cũng phải chật vật lấy nghề tay trái, nuôi nghề tay phải thì may ra mới tồn tại và tái đàn được.